Hello everyone. We're going to presentation of the Vietnam team. Are you ready now? Yes, I'm ready. I can't wait to start now. Okay, please. Greetings, ladies and gentlemen. We're a team of primary school students from Hanoi, Vietnam. We are honored to stand here today to talk to you our invention, which is named Intelligent Medical Fluid Infusion Monitoring System. Perhaps you have received a video clip that presenting our project, but we also want to share more information with you. Our invention helps to ready the patient on the nursing staff. But why we choose this problem? Chuff is not noticed emptying a food bottle. Maybe cause harmful to the patient. System which can monitoring is right. Real-time based on wireless sensor network with IR sensor, Arduino mini board, and transceiver module. The proposed system alerts medical staff family with low cost and easy to use. With our purpose to reduce workload for the nurse and help the patient, we really want more comments, more questions from you to improve our invention. Please don't hesitate to ask us for explanation. Thank you. Our rest presentation of the team. So now I have some questions for the team. Are you ready? Yes, please go ahead. Thank you. Please write down the question. The first question is, why do you choose PROSEC? As I mentioned before, we want to help nursing staff to reduce their work. Okay, the good question. So the next question is, can you explain how the system works? The system, your IR sensor to detect liquid level in bottle and send signal with ID of them to center. With indicator LED in center, nursing staff will know which bottle require action. Okay, amazing answer. So the last question from you. How does the nurse know which bottle action? Medical staff will notify indico light in central device. Okay, thank you very much. I think there's a question you asked. Thank you again. Excuse me, please wait a minute. As you may know, we are facing the COVID-19 pandemic. We want to convey this message to all people around the world. Let's implement the slogan 5K from Vietnam. Face mask, disinfection, no gathering, distancing, and health decoration. We will stronger in pandemic. Thank you. Yes, of course. We will stronger in the pandemic. Thank you again. OK, chúng ta khá là hài lòng với cái màn trình diễn vừa rồi của chúng ta. Chỉ có chú ý một chút là Mai phải kiên định lên một chút, nhìn lên camera chứ không nhìn xuôi con ạ. Ngồi thẳng lưng lên con, thẳng lưng lên đấy. Thế Linh Đan thì rất là tươi tắn rồi, Mai có thể là vuốt cái tóc ra con ạ. Và cố gắng bạn thì đừng để cái mặt nó xì đấy, chắc là do điện chiếu vào mặt con thế nào đấy, chiếu xuống lưng lại thế nào đấy. Đang ngồi ra bàn học mà thầy, tại vì hôm nay. Rồi, và cố gắng bạn thì mặt mình tươi lên đâu con. Rồi, nam lắm, tươi lên, sáng sáng tí. Anh ơi, con thử lại xem là cái slide của chúng con ấy là cứ phải dính chuột à? Con dùng bàn phím hay là con đi ra áo con dùng phím mũi tên rồi có được không?
con dùng được nhưng mà kiểu khi mà recording ấy thì nó không không bấm được. Tại vì hay là ngày mai con có thể nhờ ai đấy bấm bấm slide cho con không? Thầy muốn là gì nó khi mà con trình bày con sẽ gọi là gì nó cái đầu của mình nó không bị nghiêng ngả. Thôi nhưng mà thôi như thế cho nó độ được. Ok, chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Đã mệt mỏi chưa? Mai? Mình? Chưa, con chưa mệt ạ. Ok. Linh Đan mệt không? Không ạ. Không sao hết. Ta cố gắng thêm chút nữa thôi. Ngày mai chúng ta sẽ xin phép bố mẹ chúng ta xả hơi. Ok, once again. Tạm biệt là cái lúc mà Hạnh nói excuse me, please wait a minute. Có sẽ là cái giọng con nó hơi hơi kiểu như là gì đấy. Please. Giọng chúng ta sẽ hơi thẳng mai một chút. Mặt chúng ta biểu hiện nó hơi 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 thẳng mai một chút cho nó nó vui. Nào ngồi thẳng con. Okay. Hello everyone. Nào là lại đấy, một vài bạn là làm chưa chuẩn lắm đâu. Hello everyone. Linh Đan lại quên rồi con kìa. Lại lại. Thực ra là ở đâu nó cũng thế con ạ. Nếu mà con mà có cơ hội đi lên trường quay thì thấy các cô các chú đặc biệt là các anh các chị cổ vũ đúng không ạ? Khi mà MC người ta phải các bạn ơi, chỉ là người ta phải tập cái đấy hàng trăm hàng từ không hàng trăm hơi và đá mà hàng chục lần đấy em ạ. Đã chưa nào, cho nên chúng ta cũng không có cái gì là đá xấu hổ cả. Lại nào. Hello everyone. Ôi giời, hành hát kìa. Again. Hello everyone. Tươi lên nào. Rồi. We are going to a presentation of this not here. Are you ready now? Yes, of course. I think we can wait to start. Okay, please. Greetings, ladies and gentlemen. We are a team of primary school students from Hanoi, Vietnam. We are honored to stand here today to talk to you our invention, which is named Intelligent Miracle for Infusion Monitoring System. Perhaps we have received a video clip that's presenting our project, but we also want to share more information with you. Our invention how to reveal the person on the nursing staff. But why we chose this problem? Because if a nurse does not notice the emptying of food bottle, it may be caused harmful to the patient. Our system will scan monitoring real time based on wireless sensor network with IR sensor, Arduino mini board and transceiver module. The protocol system alert medical staff timely with low cost and easy to use. To reduce workload for the nurse and help the patient. We really want more comments, more questions from you to improve our invention. Please don't hesitate to ask us for assistance. Okay, rest in presentation of the NAT team. So now I have some questions for the team. Are you ready? Yes, please go ahead. Okay, please write down the question. The first question is, what's your name? I am sensor of chromosome and resistor LED. The output of sensor is sent to Arduino board to detect them. Okay,
What's the answer? So another question. Why do you choose this project? As I mean before, we want to have nursing staff to reduce the work. Okay, good. And the last question. Why do you choose IR sensor for the work? Because it is invisible light and is not affected by input light. Okay, thank you very much. So I think the innovation was won a good prize. Once again, thank you. Excuse me, please wait a minute. As you may know, we are facing the COVID-19 pandemic. We want to convey this message to all people around the world. Let's implement the slogan Fat Pay from Vietnam. Face mask, disinfection, no gathering, distancing, and health decoration. We will stronger in pandemic. Thank you. Okay, thank you. Of course, I think we will stronger in pandemic. Okay, once again, thank you very much. Goodbye. See you next round. Đấy, chú ý là cái lúc mà người ta bảo goodbye, giơ tay lại, hoặc là thì con sẽ bảo thank you, goodbye. Hoặc là thì thank you, see you. Okay? Thank you. Rồi. Chúng ta có cần phải tập nữa không con?